nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng tác dụng của thực phẩm chức năng. Hiện nay, tình trạng các văn nghệ sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tác dụng như thuốc chữa bệnh, thổi phồng công dụng, nêu các thông tin chưa được kiểm chứng, quảng cáo các thông tin chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định gây ảnh hưởng tới sức khỏe và kinh tế cho người tiêu dùng. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm và bảo vệ sức khỏe. Theo đó, sẽ có biện pháp xử lý mạnh các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok, Twitter và các nền tảng quảng cáo trên Google Ads như YouTube, Kokok, Chrome và yêu cầu thực hiện nghiêm túc pháp luật của Việt Nam về quảng cáo. Rà soát quản lý chặt điều kiện cho phép mở các trang website, tên miền hoạt động nhằm đảm bảo khi phát hiện sai phạm về quảng cáo, cần kịp thời tạm đóng tên miền hoặc đóng vĩnh viễn tên miền vi phạm, tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo xuyên biên giới.